Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời Sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Hà Nội phá đường dây mại dâm cao cấp, giá tới 20 triệu đồng trên một đêm. Ngày 26 tháng 2, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự triệt phá đường dây môi giới mại dâm cao cấp, phát hiện nhiều gái bán dâm là người ngoại quốc. Theo thông tin ban đầu, từ hồi tháng 1 năm 2022, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hai địa bàn tại Hà Nội, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Đặng Văn Nhân, sinh năm 1989, trú tại xã Minh Quang, Kiến Sương, Thái Bình, được xác định là đối tượng cầm đầu. Cơ quan công an xác định từ đầu năm 2020, Nhân là kẻ điều hành trang web Đại gia và Kiều nữ để đăng hình ảnh các cô gái bốc lửa người Việt Nam và cả người nước ngoài, kèm theo đó là thông tin về giá cả để khách làng chơi chọn. Khi khách chốt đơn sẽ liên hệ với số điện thoại của Nhân. Số điện thoại này còn được dùng để các nhóm bán dâm Hà Nội chuyên cung cấp gái PGA và gà Tây. Chọn được gái bán dâm, khách mua sẽ phải trả cho Nhân số tiền từ 2,5 đến 10 triệu đồng trên một lượt. Giá qua đêm có thể vài triệu hoặc lên tới 20 triệu đồng. Khách có nhu cầu trong 3 đến 5 ngày phải trả trung bình 15 triệu đồng trên một gái bán dâm trên ngày. Khách mua dâm phải trả tiền trước qua tài khoản ngân hàng cho gái bán dâm, sau mỗi lần mua bán dâm, Nhân cắt lại 30% tiền công môi giới. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Nhân về hành vi môi giới mại dâm. Thưa quý vị, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, rạng sáng ngày 25 tháng 2, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến xe đầu kéo chở 3 ô tô hạng sang cháy chỉ còn trơ khung. Vào khoảng 4 giờ 25 phút ngày 25 tháng 2, ô tô tải kéo theo rơ moóc đang lưu thông theo hướng Dầu Giây đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến km 48 tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, địa bàn huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy. Tổ Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đã tiếp cận hiện trường, gọi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Thống Nhất. Đồng thời, phân luồng cảnh báo giao thông từ xa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Cho đến khoảng 6 giờ 50 phút, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt đám cháy. Trên xe chở 3 ô tô con, 3 máy gặt đập liên hợp và 10 lưỡi cày đều bị cháy hư hỏng nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã thụ lý điều tra theo quy định. Liên tiếp trong thời gian gần đây, trên các tuyến đường cao tốc đã xảy ra các vụ cháy xe ô tô. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra công an các địa phương tìm nguyên nhân để có những cảnh báo và biện pháp phòng ngừa những vụ việc tương tự. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký quyết định giao 10 công ty đầu mối nhập khẩu thêm 2,4 triệu mét khối xăng dầu các loại trong quý 2 năm 2022 nhằm đảm bảo nhu cầu xăng dầu trong nước. Theo đó, lượng xăng nhập là 840.000 mét khối, còn dầu là hơn 1,56 triệu mét khối. Việc này nhằm bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ sản xuất trong nước không đạt kế hoạch. 10 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được giao nhập khẩu gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Tổng công ty Dầu Việt Nam PV Oil, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy bộ Hải Hà, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Linh, Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Công ty Xuyên Việt Oil, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Thiên Minh Đức, Công ty cổ phần hóa dầu quân đội BIPEC. Bộ Công Thương lưu ý, số lượng xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất không tính vào lượng nhập khẩu xăng dầu giao bổ sung tại quyết định này. Các doanh nghiệp được giao tăng lượng nhập khẩu xăng dầu nêu trên phải thực hiện việc nhập khẩu xăng dầu không thấp hơn sản lượng xăng dầu giao bổ sung tại quyết định này. Đồng thời phải chứng minh được hoạt động xuất nhập khẩu của mình bằng các hóa đơn, chứng từ xuất nhập xăng dầu trong mỗi tháng và báo cáo về Bộ Công Thương tình hình kết quả thực hiện trước ngày 20 hàng tháng. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã đẩy giá vàng tăng vọt. Giá vàng trong nước liên tục lập các đỉnh mới và dừng lại ở mức cao nhất lịch sử là 67,2 triệu đồng một lượng vào chiều tối ngày hôm qua. Mở cửa phiên sáng nay 25 tháng 2, hai thương hiệu vàng trong nước rơi tự do theo chiều thẳng đứng tới 1,9 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, công ty Doji Hà Nội điều chỉnh giá vàng SJC giảm 1,9 triệu đồng một lượng. Hiện doanh nghiệp này đang giao dịch từ 64,6 triệu mua vào và bán ra với mức là 65,6 triệu đồng. Tương tự, tại công ty Phú Quý, thương hiệu vàng SJC cũng giảm 1,1 triệu đồng một lượng. Hiện doanh nghiệp này mua và bán từ 64,9 đến 65,7 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC lại điều chỉnh tăng 5.000 đồng một lượng. Do chiều qua, doanh nghiệp này chỉ tăng nhẹ theo đúng biên độ. hiện giá mới từ 64,8 đến 65,7 triệu đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu phiên sáng nay cũng giảm 1,05 triệu đồng một lượng, giá mới từ 54,15 đến 55,35 triệu đồng một lượng. Trong tuần, giá vàng có 4 phiên liên tiếp đi lên, một phiên giảm, mức giá cao nhất lên tới 67,5 triệu đồng một lượng vào ngày 24 tháng 2. Sau một thời gian dịch bệnh lắng xuống, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 2.500 ca mắc mới, lọt vào danh sách 10 tỉnh có ca mắc cao nhất cả nước. Thủ đô Hà Nội tiếp tục dẫn đầu danh sách này. Tối ngày 24 tháng 2, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 8.864 ca dương tính với SARS-CoV-2. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh, Sóc Sơn, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoài Đức, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Mê Linh. 10 tỉnh có số ca mắc lớn nhất gồm Hà Nội 8.864, Bắc Giang 4.171, Hải Dương 2.948, Sơn La 2.860, Phú Thọ 2.596, Nam Định 2.592, Thành phố Hồ Chí Minh 2.466, Hòa Bình 2.391, Bắc Ninh 2.375, Vĩnh Phúc 2.117. Về tình hình điều trị, trong ngày có 19.062 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trước những sự cố gây phiền hà cho hành khách khi đón xe tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi có sự chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, các đơn vị liên quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang gấp rút triển khai mở thêm làn đón khách. Theo ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, bản chất vấn đề ở sân bay Tân Sơn Nhất không phải là chỉ do thiếu xe. Để chấm dứt tình trạng khó đón xe dù lộng hành ngoài sân bay thì cần điều chỉnh các phương pháp quản lý tích cực hơn. Theo ông Đặng Ngọc Cương, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, ngay sau khi ghi nhận tình trạng hành khách khó đón xe phải đi bộ ra ngoài khu vực sân bay đón xe, Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất đã họp khẩn với phía nhà giữ xe TCB đề nghị mở thêm làn. Không chỉ làn D1 dành cho xe công nghệ mà sắp tới còn có làn D2 đang đợi Cảng vụ Hàng không miền Nam xem xét. Thậm chí trong trường hợp ùn tắc sẵn sàng xả trạm để giải quyết ổn định khu vực. Do thời tiết rét đậm rét hại và kèm theo mưa kéo dài thời gian qua đã gây rất nhiều khó khăn cho việc canh tác nông nghiệp tại các huyện ngoại thành thủ đô Hà Nội. Điều này khiến cho giá rau xanh tăng mạnh đột biến và thậm chí lên gấp từ 2 đến 3 lần so với những ngày trước đó. Qua khảo sát tại các chợ truyền thống như chợ Hôm, Đức Viên, mùng 8 tháng 3, Trại Găng, Kim Liên, Nguyễn Công Trứ, Thành Công, Hàng Bè, giá các loại rau xanh củ quả đều tăng giá mạnh. Cụ thể, cải thảo từ 8.000 đồng 1 kg lên 14.000 đồng 1 kg, cải canh từ 5.000 đồng một mớ lên 8.000 đồng một mớ, xà lách 12.000 đồng 1 kg lên 25.000 đồng 1 kg, rau cần 6.000 đồng một mớ lên 9.000 đồng một mớ, bí xanh 12.000 đồng 1 kg lên 25.000 đồng 1 kg. Su hào từ 5.000 đồng một củ lên 9.000 đồng một củ, súp lơ từ 10.000 đồng một cây lên 18.000 đồng một cây. Rau muống từ 10.000 đồng một mớ lên 25.000 đồng một mớ, dưa chuột từ 13.000 đồng một kg lên 25.000 đồng một kg, cà chua có giá từ 8.000 đồng một kg lên 15.000 đồng một kg. Nhiều tiểu thương chia sẻ do thời tiết Hà Nội, ra Tết rét đậm rét hại kéo dài cùng với sương muối nên rau màu chậm sinh trưởng. Thậm chí nhiều diện tích rau màu đã bị thiệt hại không thể sinh trưởng được. Do vậy, sản lượng rau màu tại những trang trại thuộc khu vực này giảm đáng kể. Do cung không đủ cầu, giá rau bán ra thị trường đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước.